xin chào tất cả các mẹ nhé. Hôm nay thì mình chuẩn bị nấu cháo cho bé nhà mình ăn. Hôm nay mình sẽ nấu cháo lươn, rau cải bó xôi. Đây mình đã chuẩn bị cải bó xôi khoảng 7 lá, mình rửa sạch. 7 lá này tương đương với khoảng 10 gram và một khúc của lươn. Bé nhà mình khoảng 7 tháng tuổi thì cái lượng lươn mình sử dụng thì cũng khoảng 10 gram nhé. Bây giờ mình đã luộc lươn này, mình đã sơ chế sạch và mình luộc với một chút gừng để nó khử cái mùi tanh của lươn. Khi mà mình làm lươn á thì nó đang còn sống thì mình rửa sạch với giấm hoặc là một chút chanh thì lươn của mình sẽ rất là sạch nhớt và không bị khử mùi tanh rất là tốt. Mình luộc sẵn và mình cho một chút gừng để nó khử cái mùi tanh. Bây giờ thì mình sẽ lóc cái thịt lươn này nhé. Cháo thì mình đã nấu sẵn. Cháo bé thì mình thì thường thường là mình sẽ nấu một lần cho ăn từ 1 đến 2 ngày. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh. Đây, và lát nữa mình rây qua rây để nấu cùng với đồ ăn. Khi nào đến bữa của bé thì mình mới nấu chung với đồ ăn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi lóc thịt của cái lươn nhé. Đối với cái lươn này thì mình chỉ lấy cái phần thịt, còn mình bỏ cái phần da đi nhé. Mình bóc cái phần da này đi, mình không lấy cái phần da nhé. Mình chỉ lấy cái phần thịt của cái lươn này. Đây, mình đặn bóc cái da này nhé. Rất là dễ. Đây, cháo mình đã rây xong và bây giờ thì mình sẽ xào sơ qua cái lươn qua với một chút dầu ăn và một chút hành tím. Mình sẽ cho vào đây một xíu dầu ăn thôi. Đây là một xíu của hành tím mình làm. Tập cho các bé ăn hành, tỏi hay là tiêu một chút xíu thôi và vừa tăng thêm cái gia vị của món ăn mà tốt cho hệ tiêu hóa của các bé. Và sau này thì các bé khi mà các bé trên 1 tuổi thì các bé ăn cơm cùng với gia đình thì các bé sẽ sẽ dễ ăn hơn, không kém ăn. Mình cho một chút xíu hành mà mình phi lên cho lươn này của mình nó thơm ngon. Và mình sẽ cho vào một chút xíu, thêm một chút xíu nước mắm. Nước mắm dành cho em bé nhé. Mình chỉ cho khoảng 1/5 cái muỗng cà phê nha, chứ không phải là muỗng canh nhé. 1/5 muỗng cà phê. Đây các mẹ một chút xíu thôi. Đây này, chỉ khoảng mấy giọt rồi đó thôi. Các bé chưa ăn được dưới 12 tháng thì mình không nên cho ăn gia vị nhiều.
là thơm ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ hãy ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất hướng dẫn các món ăn dành cho bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.